Xin chào quý anh chị và các bạn. Đây là chuyên mục báo giá xe mới dòng xe Xpander. Trước mắt quý vị và các bạn là phiên bản Xpander AT Premium, một trong những phiên bản bán chạy nhất của dòng xe Xpander ở trên thị trường Việt Nam. Như các bạn đã biết, Xpander là một trong những mẫu xe MPV cùng chung phân khúc với những dòng xe đối thủ như là Toyota Veloz hoặc là Suzuki XL7. Nhưng mà Xpander vẫn là dòng xe được khách hàng ưa chuộng nhất vì rất nhiều lý do, như là xe có nội thất rộng rãi này, tiết kiệm nhiên liệu này, giá xe phải chăng và chất lượng ổn định. Tại thị trường Việt Nam, Xpander được phân phối làm 4 bản cụ thể. Xpander MT là số sàn, Xpander AT Eco là số tự động, Xpander AT Premium số tự động, Xpander Cross là số tự động bản thể thao. Xpander 2022 là phiên bản mới nhất với nhiều nâng cấp cả về nội thất và ngoại thất cũng như là hệ thống treo. Mitsubishi Xpander 2022 được đánh giá là có thiết kế mới mang tính trẻ trung, hiện đại, thanh lịch mà vẫn mang đến sự sang trọng. Sau đây là mức giá niêm yết của Mitsubishi Xpander với các phiên bản: phiên bản số sàn, phiên bản số tự động Eco, phiên bản số tự động Premium, phiên bản số tự động thể thao. Đặc biệt với chương trình liên kết hỗ trợ trả góp của Mitsubishi với khách hàng mua xe Mitsubishi Xpander thì sẽ được hưởng cái chính sách vay vốn với lãi suất 0% năm đầu tiên. Dưới đây, chúng tôi xin phép cập nhật bảng giá lăn bánh của Mitsubishi Xpander AT Premium 2022 tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành khác. Quý khách hàng lưu ý, mức giá lăn bánh của Mitsubishi Xpander AT Premium chưa như trên thì chưa được tính, đang được tính theo mức giá niêm yết là 648 triệu và chưa có khuyến mại. Ngay trong tháng 7 năm 2022, với phiên bản Mitsubishi Xpander AT Premium, đại lý có những chương trình khuyến mại rất hấp dẫn. Thông tin chi tiết về giá bán, khuyến mại và thủ tục trả góp, quý anh chị và khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp theo số điện thoại hotline trên màn hình để được hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.